và các bạn đến với huấn luyện trước sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tôi là Ngô Hà Liên, điều dưỡng trưởng khối sản. Sặc sữa nếu không được cấp cứu nhanh, không được cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong. Sau khi nhận biết các dấu hiệu mà trẻ sặc sữa thì chúng ta cần nhận định ngay trẻ còn tỉnh, còn thở hay là không. Nếu mà trẻ còn tỉnh thì chúng ta tiến hành 7 bước cấp cứu. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên mô hình. Trước tiên, dù là trẻ còn tỉnh hay không tỉnh thì phải gọi hỗ trợ từ các nhân viên khác hoặc người chăm sóc khác ngay bên cạnh mình. Đặt trẻ nằm sấp trên bề mặt của cánh tay không thuận, sao cho cổ và đầu trẻ ở phía bàn tay, cánh tay đó dựa trên đùi vững chắc, đầu trẻ hướng ra phía ngoài đầu gối và thấp hơn ngực của trẻ, giữ vùng đầu và cằm của trẻ ở tư thế thẳng, tránh gây áp lực lên phần mềm ở vùng hầu họng. Chúng ta sử dụng phần dưới của lòng bàn tay, vỗ lưng 5 lần giữa hai vai của trẻ theo hướng từ trên xuống dưới và ra trước. Vừa vỗ vừa đếm 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi vỗ lưng, dùng cẳng tay thuận còn lại đặt lên trên lưng trẻ và giữ cố định vùng đầu và cổ của trẻ. Bước thứ 5 là lật ngửa trẻ một cách cẩn thận, giữ chặt đầu và cổ của trẻ nằm trên mặt phẳng của cánh tay, không thuận. Sau đó để cánh tay vào đùi của mình và giữ đầu thấp hơn cơ thể trẻ. Bước thứ 6, ấn ngực của trẻ 5 lần, vị trí ở 1/2, xương ức ngay dưới đường liên núm vú, mỗi lần ấn ngực đủ 1 giây, cố gắng tạo áp lực để tống dị vật ra ngoài. Vừa ấn vừa đếm to 1, 2, 3, 4, 5. Bước 7, lặp lại các bước trên nếu trẻ vẫn chưa tống được dị vật ra ngoài. Và dĩ nhiên trong thời điểm này trẻ phải được đánh giá bởi các bác sĩ nhi khoa. Như vậy, sặc sữa là một tai nạn rất dễ gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cấp cứu cho trẻ sặc sữa là một kỹ năng cần thiết và rất quan trọng mà chúng ta cần phải nắm vững để góp phần phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn nắm được kỹ năng và ứng biến tốt trong việc chăm sóc trẻ tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại!